Xin chào anh chị, xin giới thiệu anh chị máy ép trực tiếp dùng để dắt nước trên dây. Trên dây sau khi tách rễ ruột cho trực tiếp vào trong cái máy ép, thì máy ép trực tiếp sẽ nghiền và tách nước cốt và sát hai phần khác nhau. Nước cốt trên dây có màu tươi tự nhiên. Quá trình dắt chỉ cần ém cái sản phẩm vào thì nước cốt nó ra. Nước trên dây sau khi dắt xong có màu tươi tự nhiên. Sát trên dây được loại bỏ nước hoàn toàn, mình khá gáo. Máy ép được chế tạo bằng inox 304, chuyên cho ngành thực phẩm. Máy do công ty chế tạo máy điện cơ xanh Việt Nam chế tạo.